con linh này nhìn như này. Kỷ niệm mà em không bao giờ quên được nhất đối với team đụt với anh ấy, đó chính là cái cảnh mà anh bị chúng em ném thùng vào mặt chết ở trong cái con game ông hàng xóm ấy. Đấy, xuống cực kỳ. Đấy là cái mà em nhớ nhất. À, chơi game. Nhớ kệ mày. Đây thì em chỉ chia sẻ đấy thôi. Anh không thích thì thôi. Đây là buổi tao chia sẻ với viewer kênh mày, chứ không phải là mày chia sẻ với tao. À, ok. Chia sẻ riêng nha anh em, chat riêng, thủ thỉ riêng. À, chơi game với team đụt thì anh hay chia team ấy, đúng không? Bây giờ anh là thích được chung team với ai nhất? Cho em. Ai? Em á? Ừ, em thì rõ rồi. Thì hai người nữa. Em và Linh. Cho em. Em và Linh và Mai Linh nhé. Thôi, trả lời thật lòng đi mà. Làm sao có thật lòng chứ, chỉ có thế thôi. Chơi với ai cũng được. Thế lần đầu tiên mà anh gặp mọi người thì anh thấy thế nào? Ví dụ Đạt Óc chẳng hạn. Ý là ấn tượng là nhìn mặt như thế nào, mặt ông Đạt như mặt nào. Mặt bây nó cứ khép na khép nép thì biết mặt thế nào, mà nhìn thằng này thôi thì nó trông nó cũng sáng sủa, không bẩn thỉu. Thôi thì ông Đạt không trông bẩn thỉu đúng không? Ờ, không bẩn thỉu, bởi vì là hồi đấy là nói chung là hồi đấy là bộ phận là cũng được một cái danh là bộ phận có cái bộ mặt đẹp trai nhất ở trong tổng công ty. Trời, nhớ chưa? Toàn cái đẹp trai thì đấy, không anh em team cái hỏi Mai Linh mà xem. Không có phải ngẫu nhiên mà lại chọn Smile đâu. Không phải cái nào gì? Lại bắt đầu ấy. Tại các anh ý, không thì em đã không dính vào Smile rồi. Tại các anh ấy, chính các anh là một người những người gián tiếp thì mới ghét đôi, ghét cặp. Chả có anh nào bắt đi chơi với nhau rồi cả. Chẳng hiểu sao vở, đi chơi nhau bao giờ? Đi chơi, chứ không phải là chơi nhau. Đi chơi nhá, không nói cho rõ ràng, không có pháp nó hiểu lầm. Không gặp em như nào anh? Thế gì? Em, anh gặp em thì anh thấy nào? Em á? Ừ, em. À, một cô gái tự nhiên nhìn thấy, tức là đang ngồi trong văn phòng ấy, ngày hôm đấy một ngày mưa, mà trời nó âm u ấy, em hiểu không? Anh vẫn đang ngồi ở cái bàn máy tính của anh, tự nhiên anh nghe đến một giọng nói thánh thót. Eventually. Tự nhiên xuất hiện một cô gái mặc bộ váy màu trắng hoa đến, ôi khiếp, nhìn trông như kiểu là mặt trời chân lý chói qua tim, xinh, nhìn trông ngây thơ lắm, trông nhá, nhìn thấy tiên. Stop it. Nhá, đấy, cảm chắc, giác đấy. Chắc nhé. Hôm nay vì lên kênh tôi cho nên là mới có những cái lời đường mật như này anh em ạ, chứ bình thường thì đó là tại con linh này, con linh tại con linh. À chứ ngay từ khi bắt đầu không tại ai vào đây. Tại con linh. Tôi ta cam đoan như vậy.